chào các bạn. Trong video này mình xin chia sẻ với các bạn là ba cái công thức cơ bản để may đồ bộ nữ ha. Một cái là quần có bốn thân bằng nhau, và một cái là quần có thân lớn nhỏ, và cái nữa là công thức áo cơ bản. Thì cái công thức của mình là chưa có cộng đường may nha. Thì khi mà bạn vẽ rập xong rồi, bạn cắt xong rồi, khi mình đặt lên trên vải á, thì mình sẽ chừa đường may. Những cái đường may nào để may bẻ vào, để may giấu vào trong thì những cái đường đó sẽ là chừa đường may. Còn đường cổ, ví dụ như bạn viền cổ á, thì bạn sẽ cắt sát, vì nó sẽ không có mất đi một miếng nào. Nếu mà bạn may nẹp á, thì nó sẽ mất đi 0,5 hoặc 0,7 xăng, thì mình nên chừa. Mình sẽ chừa đường may ha. Thì công thức này là chưa có cộng đường may, để nói trước để các bạn biết bạn chừa nha. Rồi sau đây thì mình sẽ chia sẻ ha. Đây là số đo ha. Mình lấy số đo này để làm mẫu mình vẽ. Thì trước tiên bạn kẻ cho mình một đường ngang phía trên ha, và một đường cạnh thẳng. Thì đường cạnh thẳng này thì sẽ tương ứng với cái đường biên dải của mình á. Nếu mà bạn vẽ trên dải thì bạn sẽ xếp hai cái bề biên dải nhập đôi lại ha, rồi sẽ đường biên dải sẽ về hướng mình ha. Còn bạn vẽ trên giấy thì vẽ sao cũng được, muốn chừa nhiêu chừa. Rồi thì mình sẽ chừa lưng ha. Thì đây là cái lưng thun. Thì nếu mà lưng thun của bạn á 3 xăng á, thì bạn chừa cho mình là 3,5 xăng. Mà nếu mà chừa thun 2 xăng thì mình sẽ chừa 2,5. Rồi hạ đáy ha. Hạ đáy bằng 1/4 mông cộng 2. Thì cộng 2 cho người trẻ, và 3, 4, 5 cho những người trung niên và người lớn tuổi ha. Thì những người có cái mông lớn và bụng to thì mình sẽ cộng 4, 5. Thì mình tùy chỉnh ha. Mình gia giảm. Ở đây mình cộng cho người trẻ thì vòng mông là 88 chia 4 là 22. Mình sẽ cộng 2 xăng là 24. Bằng kẻ một đường vuông góc với cạnh thẳng đứng này. Ngang mông sẽ bằng 1/4 mông cộng 5. 22 cộng 5 là 27. Cộng cho người trẻ là cộng 5. Và người trung niên là cộng 6, người lớn, người mông mông lớn là cỡ 100 đổ lên thì mình sẽ cộng 7 ha. Và nếu mà mình cộng ngang nhá nhiều thì mình sẽ cộng lên thêm ha. Rồi vào đáy cho mình là 5 xăng. Mà nếu mà người có vòng mông từ 96 đổ lên thì bạn vào 6 xăng. Mông to hơn nữa thì mình sẽ vào 7 ha. Rồi, ở đây bạn xác định cho mình một đường thẳng vuông góc để mình lấy một điểm. Bạn qua bên này cho mình là 1 xăng. Bạn kẻ cái đường hạ đáy này. Đây lên đây 6 xăng. Bạn sẽ đánh cong cái vòng đáy. Ở đây mình sẽ tính ngang bụng ha. Ngang bụng bằng số đo vòng bụng chia 4 cộng 2 xăng. 74 chia 4 37, 18 rưỡi cộng 2 là 20 rưỡi. Ở đây mình sẽ đánh cong vòng hông này. Mình sẽ tính hạ gối ha. Hạ gối thì bằng số đo là 49. Bằng kẻ vuông góc. Dài quần 90. Rồi bạn chừa lai là 2 đến 3 xăng. Mình sẽ chia cái đoạn này ra làm đôi để mình lấy đường chính trung. Và mình cũng lấy từ ngoài, từ cái đường kẻ thẳng này vào đều ha, từ gối xuống ống ha, để mình lấy đường chính trung. Căn cứ theo cái đường chính trung để mình đặt, mình vẽ cho nó, cho giải nó xuôi giải ha.
Đây sẽ là đường chính trung. Ngăn gối thì sẽ bằng số đo vòng gối chia đôi. 36 là cả cái vòng gối ha, chia đôi ra 18, rồi 18 mình chia đôi ra mỗi bên đó là 9 ha. Rồi hai cái bên này nó bằng nhau nha. Ống cũng vậy, ống sẽ bằng số đo ống chia đôi. 15. Ống này là 15, bạn trừ đi 1 ha. À không. À, ống này ống bằng nhau cho nên mình chia đôi thôi. 15 chia đôi mỗi bên là 7,5 cm. Rồi, bạn sẽ nối. Dưới cái ống thì bạn vẽ hơi đá ra một chút xíu ha, để khi mình lên lai nó không có bị hụt. Rồi bạn sẽ đánh cong cắt đường từ từ đáy xuống tới gối ha. Bạn sẽ đánh vào 0,3 xăng ha, cho cái đường nó mượt mà cái quần mình lên nó mới dán quần nó mới đẹp ha. À, đây là cái công thức của người trẻ, mà nếu mà mình may cho người trung niên và người lớn tuổi ha, thì cái mông mình cộng thêm nha, hạ đáy mình cộng thêm, và ngang gối á, ngang gối bạn cộng từ 1 đến 2 ha, cho cái ống nó suông. Cái ống này là nó sẽ vừa ôm cái gối của mình, cái vòng gối của mình ha. Còn người lớn tuổi và người trung niên thì họ thích mặc hơi rộng hơn một chút xíu, thì bạn sẽ cộng thêm 1, 2, 3 tùy ha. Nếu mà người ta không có, người ta thích rộng thì mình canh mình thêm ha. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Thì đây là cái công thức của quần bốn thân bằng nhau. Bạn có thể chụp lại cái màn hình, mình đã ghi công thức ở trên này. Bắt đầu mình sẽ vẽ. Thì trước tiên mà kẻ cho mình một đường ngang và một cái đường dọc vuông góc ha. Từ trên đường ngang này bạn xuống cho mình là 2,5 cm hoặc 3,5 cm. Bạn may thun 2 phân hoặc 3 phân ha. 3 xăng, 2 xăng hoặc 3 xăng. Nếu mà thun 3 xăng thì mình chừa 3,5 cm ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đo dày quần. Dày quần là 90. Bạn kẻ vuông góc. Bạn chừa cái lai quần cho mình là từ 2 đến 3 xăng. Tiếp theo thì mình sẽ đo đường hạ đáy. Hạ đáy thì cũng tương tự như cái quần bốn thân bằng nhau, thì cũng từ 2 tới 4. Thì đây mình sẽ cộng 2 ha. Mong 88 chia 4 là 22, 22 cộng 2 là 24. Bạn kẻ một đường vuông góc. Ngang mông thì bằng 1/4 mông cộng 3. 28 chia đôi chia 4 là 22, 22 cộng 3 là 25. Bằng vào đó cho mình là 3 xăng. Bằng vào đó cho mình 3 xăng ha. Ở đây bạn xác định một điểm vuông góc. Và bạn qua bên này cho mình là 1 xăng. Lùi qua 1 xăng ha. Từ đây lên đây là khoảng 6 xăng. Để mình đánh cong cái vòng đáy. Mình sẽ chia cái đường chính trung này ra làm đôi.
Tiếp theo thì mình sẽ đo được cái đường hạ gối. Hạ gối thì bằng số đo, mình cũng kẻ một đường vuông góc. Rồi mình sẽ lấy đường chính trung này bao nhiêu thì mình sẽ xuống dưới này bao nhiêu ha. Mình sẽ lấy đều xuống tí ống. Đây là đường chính trung để mình canh cái xuôi giải ha. Rồi ngang gối sẽ bằng số đo vòng gối chia đôi. 36 chia đôi là 18, 18 bằng trừ 1 xăng là còn 17 ha. 17 chia đôi cho hai bên, mỗi bên là 8 rưỡi. Mỗi bên là 8 xăng rưỡi, hai bên này sẽ bằng nhau ha. Và ống là 15 xăng. Bạn sẽ 15 xăng trừ 1 xăng còn 14 ha. 14 thì bạn sẽ chia đôi, mỗi bên là 7. Rồi, bạn sẽ nối đường sườn lại ha, sườn đáy. Ống thì mình hơi đá ra một chút xíu ha. Ở đây mình sẽ tính ngang lưng ha. Ngang cái vòng bụng chia tư. 74 chia 4 37 18 rưỡi. 18 rưỡi cộng 2 ha. 18 rưỡi cộng 2 là 20 rưỡi. Rồi mình sẽ đánh cong vòng hông. Rồi từ cái trên ngang đáy này bạn đánh hơi cong lõm vào cho mình là 0,2, 0,3 ha. Mình vuốt sao cho cái đường sườn nó suông đẹp thì mình lên cái quần nó mới đẹp ha. Bên đây cũng vậy. Rồi bạn giảm cái phần bên cái đường hạ đáy nè, bạn xuống cho mình là 1 xăng. Giảm xuống 1 xăng ha. Và đó là của thân trước ha. Mình sẽ dùng viết màu hồng này để mình kẻ cái thân sau. Thì từ ngang cái đường ngang đáy này bạn xuống cho mình là 1 xăng để mình kẻ ngang đáy sau. Thì ngang gối nè, ngang ống bạn ra cho mình là 2 xăng, ngang gối cũng ra 2 xăng. Đây là ra 2 xăng. Rồi cái bụng nè, ngay chỗ cái đường đáy này nè, bạn giảm xuống 1 xăng thì ở sau thì bạn lên 2 xăng. Từ cái đường xuống ha, từ cái đường mình giảm rồi mình đi ngược trở lên là 2 xăng. Lên 2 xăng.
Rồi từ cái đường ngang đáy này mình sẽ tính là 1/4 mông cộng 1/10 mông. 1/4 mông là 22 cộng 1/10 mông là 8/8 nữa, 8,8 mình cộng 9 luôn ha, tròn làm tròn cho 9 luôn. Làm 22 cộng 9 là 31. Từ cái đường ngang đáy hạ đáy này nè, bạn kẻ song song ra 1 xăng, rồi mình sẽ vẽ cái đường đáy sau. Rồi mình sẽ nối cái đường từ đáy xuống dưới gối ha. Rồi sẽ đánh cong vào. Mình sẽ dùng viết màu hồng để mình vẽ ha. Để cho bạn phân biệt được cái thân sao. Đó. Cái phần màu hồng là của thân sao ha. Thì cái phần thân sao thì mình sẽ viết màu hồng ha. Thì bằng mông chia 4 cộng 1/10 mông. Rồi, từ cái đường đáy này bạn ra cho mình 1 xăng đều ha. 1 xăng. Rồi căn cứ theo cái đường vẽ này, vẽ giảm đáy xuống thì bắt đầu từ đây thì bạn sẽ chừa cái đường lưng thung trên này ha. Ở thân sau thì mình sẽ lên trên này. Rồi bạn có thể chụp hình lại cái màn hình ha. Đây là quần có thân lớn nhỏ. À mình quên ha. Thì đây là cho người trẻ. Mà nếu mà người trung niên á, người trung niên thì cái phần gối cũng vậy nha. Cái phần gối có thể là phần gối trước mình không trừ, nhưng mà phần gối sau mình dẫn ra 2 xăng. Và nếu mà người lớn tuổi hơn nữa thì độ khoảng 50-60 á, thì mình có thể là ngăn gối trước mình cộng thêm 1, mình dẫn ra 2 xăng. Còn với cái phần ngang đáy thì mình cộng thêm 4. Còn ngang đáy sau thì mình sẽ là cộng 1/10 mông cộng thêm 1 nữa. Ở đây mình quên nhé. Cái người trẻ là bạn 1/10 mông bạn trừ 1 ha. 1/10 mông trừ 1. Một phần mười mông trừ một, người trung niên thì 1/10 mông cộng 1/4 mông cộng 1/10 mông, và người lớn tuổi hơn á, bụng mông to hơn nữa thì mình sẽ lấy là 1/4 mông cộng 1/10 mông cộng thêm 1 ha. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì trẻ thì mình trừ 1, trung niên thì mình không cộng, lớn tuổi hơn hoặc là mông to hơn thì mình cộng 1. Tương ứng với phần hạ đáy cũng vậy ha. Hạ đáy thì người trẻ thì cộng 2, người trung niên cộng 3, người lớn tuổi và người bụng to mông to thì cộng 4. Rồi, đây là mình xong cái phần quần có thân lớn nhỏ ha. Bạn có thể chụp lại cái màn hình ha. Sau đây mình sẽ qua các phần áo cơ bản. Và đây là số đo của áo để mình vẽ ha. Thì trước tiên bạn kẻ cho mình một đường ngang, và đây là cái đường dọc. Đường dọc này sẽ là cái cạnh xếp đôi ha. Hạ vai cho mình là 1/10 vai. Bạn sẽ tính từ cái đường ngang trên này ha, 1/10 vai, vai 35. 1/10 là 3,5 xăng.
vòng vào cổ cho mình là 7 xăng. Ngang vai thì bằng 1/2 vai. Bạn sẽ nối cái đường này lại để có đường xuôi vai. Mình sẽ đo dài áo từ đường trên ha. Dài áo là 58 xăng. Và một kẻ một đường vuông góc. Từ đây mình sẽ tính là hạ nách áo ha. Hạ nách áo thì bằng 1/5 vòng ngực. 84 chia 5 ra là 16,8, mình làm tròn là 17, trừ 1 thì mình sẽ là hạ 16 ha. Mình nối một đường ngang vuông góc để có đường ngang ngực ha. Thì ngang ngực này mình sẽ tính công thức là 1/4 ngực cho áo thun ha, chất liệu và là vải thun. Còn nếu mà vải không có giãn thì bạn sẽ cộng 1 hoặc 1,5 tùy theo chất liệu vải nó có hơi giãn hay không, hoặc là nó tuyệt đối là nó không giãn thì mình cộng 1,5 ha. Còn nếu cảm thấy nó mềm giãn nhẹ thì mình cộng 1, còn giãn thì mình sẽ không cộng. Nếu mà giãn nhiều nữa là mình trừ bớt nữa nha. Đó là mình theo kinh nghiệm thì mình sẽ gia giảm ha. Ở đây thì mình sẽ tính trên chất liệu là vải thun, cho nên mình sẽ lấy là 1/4 vòng ngực là 21. Bạn sẽ vào nách cho mình 2 xăng đến 2,5 xăng. Nếu mà người có ngực to ha thì mình sẽ vào 2 xăng, người mà người có ngực nhỏ thì mình sẽ vào 2,5 xăng cho cái độ khoảng nách này nó ôm ha. Thì bạn sẽ đánh cong vòng nách cái đoạn phân nửa trên này thì bạn có thể bạn vào là 0,5 xăng. Và đoạn dưới này bắt đầu bằng đánh cong. Rồi, hạ eo mình tính từ đường trên nha. Hạ eo là 36 xăng. Đây là cái số đo mình đo trên cơ thể ha. Hạ eo bằng 36 xăng. Ngang eo thì bạn sẽ bằng ngang ngực này trừ 1 xăng cho áo không có ben ha. Thì đây là 21 trừ 1 thì sẽ còn 20. Ngang mông thì bằng 1/4 mông. Mông là 88 ha. Mông 88 chia 4 là 22. Mình sẽ nói rồi mình sẽ đánh cong bấm vào 0,3 dưới mông này, bạn đánh hơi lơi ra ngoài, bạn sa dạt xuống cho mình là 3 xăng. Rồi, ngang cổ mình sẽ lấy cổ tròn ha, trung bình cổ tròn mình sẽ lấy là 9 xăng. Hạ cổ là 13 xăng. Bạn sẽ đánh cong cái cổ tròn.
Đây là áo không có ben ha. Còn nếu mà mình vẽ cái ben áo á, ben sườn á, vẽ cái ben dọc chứ. Nếu mà vẽ cái ben dọc á, thì mình sẽ có cái số đo hạ ngực ha. Thì mình sẽ lấy từ ở trên này ha. Mình sẽ lấy số đo hạ ngực là 24 cm. Thì đây là cái đường hạ ngực nè. Thì bạn sẽ lấy từ ở trong cái này ra. Thì cái khoảng cách ngực đó, mình sẽ lấy trung bình là từ 8, 8 rưỡi, 9 ha. Trung bình đó, người ốm ốm nhỏ nhỏ đầu khoảng này thì mình sẽ lấy là 8 cm. Mà nếu mà người có ngực to hơn thì mình sẽ thêm lên ha. Thì trung bình đây là 8 cm. Mình sẽ vào 8 cm ha. Và sẽ kẻ thẳng xuống dưới lai luôn ha. Và mình sẽ vẽ cái ben mỗi bên là 1 cm. Thì mình không thể mà vẽ cái ben mà nó là nằm ngay cái đỉnh ngực như vậy ha. Thì mình sẽ xuống dưới này 2 cm. Thì cái đầu ben đó, nó sẽ nằm dưới cái đỉnh ngực của mình. Thì nó sẽ đẹp hơn ha. Bạn xuống cho mình 2 cm nha. Và bạn vẽ cái ben mỗi bên là 1 cm. Mình vẽ thì nó có góc nhọn như vậy, nhưng mà khi mình may thì mình sẽ bo ha. Mình sẽ bo cho nó bầu. Rồi. Đó là cái ben áo. Và sau đây mình sẽ vẽ cái thân sau. Thì thân sau thì mình sẽ chồm vai lên. Rồi đây cũng là cạnh giỏ xếp đôi ha. Thì mình sẽ sang dấu các đường ngang. Bạn sẽ chồm vai lên cho mình là 1/10 vai. Ngang cổ thân trước là 9 cm, mình sẽ lấy ngang cổ thân sau là 9 cm rưỡi. Hạ cổ là 3 cm rưỡi. Thường á, cổ mình may nẹp viền vậy đó, mình xuống 4 cm, mà nếu mà cổ có bâu thì nó khác ha. Cổ có bâu thì mình xuống 3 cm. 3 cm, 3 cm rưỡi tùy theo kiểu ha. Thì cái cổ này là cổ tròn trơn, bình thường thì mình sẽ xuống là 4 cm ha. Ở đây bạn đánh cong cái vòng cổ. Rồi cái vai của thân trước bao nhiêu thì mình sẽ lấy cái vai của thân sau bấy nhiêu. Bạn sẽ lấy xuống cái đường ngang vai dưới này ha. Rồi ngang ngực thì còn mình cũng lấy là 1/4 ngực là 21 cm. Đây bạn kẻ thẳng cái đường. Thân trước á, bạn giảm nách cho mình là 2 cm, thân sau thì bạn giảm cho mình 1 cm. Và bạn cũng đánh cong cái vòng nách. Đoạn trên này thì mình vào 0,5 cm. Ngang eo thì bằng ngang ngực trừ 1 cm cũng như thân trước ha. Thì ngang mông cũng 1/4 mông. Sau vạt thân trước là 3 cm, sau vạt thân sau sẽ là 2 cm. Và mình sẽ vẽ cái ben ha. Thì mình cũng sang dấu cái đường hạ ngực này.
bạn cũng vậy. Thì cái bên của thân sau thì nó sẽ bằng ngay cái điểm hạ ngực luôn ha. Thì ngay cái đó, từ ngay đoạn đó thì nó sẽ ôm thẳng cái sống lưng của mình, nó có cái độ cong, mình sẽ lấy từ ở trên đó xuống luôn, chứ nó không phải như cái thân trước ha, nó sẽ cao hơn thân trước là 2 cm. Rồi bạn có thể từ đây qua 1 cm ha, giảm nắp 1 cm. Rồi bạn có thể chụp lại cái màn hình ha, từ đây xuống 4 cm, qua cổ là 9 cm rưỡi. Rồi bạn có thể chụp lại cái màn hình. Mình còn vẽ thêm cái phần tay nữa ha. Thì cái tay áo ha, bạn sẽ đo cái vòng nách trước cộng cái vòng nách sau. Thì bắt đầu mình sẽ vẽ tay ha. Tay áo này đây là sẽ là cạnh xếp đôi ha. Tay dài là 20. Hạ tay này là bằng 1/10 vòng ngực cộng 3. 1/10 vòng ngực là 8,4. Cộng 3 là 11,4 ha. Mình lấy là 11,5. Rồi cái đường xéo này á, sẽ bằng cái vòng nách trước cộng cái vòng nách sau ha. Vòng nách trước cộng cái vòng nách sau thì bạn cộng lại, bạn chia đôi ha. Cộng lại là chia đôi ra thì bạn trừ 1 ha. Thì ở đây mình sẽ để là vòng nách trước. Cộng nách sau. Cộng vòng nách sau. Chia 2 ha. Bằng trừ 1 xăng. Là mình sẽ có cái đoạn xéo này ha. Đó. Rồi cái đoạn xéo này bạn sẽ chia ra làm 3. Đoạn trên này á, bạn lên cho mình là 2 xăng. Đoạn này lên là 0,5 xăng. Rồi bạn đánh cong xuống dưới này 0,3 xăng. Để mình sẽ đánh lên đây. Đó. Được một cái vòng nách ha. Rồi đây là phần cửa tay. Phần cửa tay á, là mình đo sát ha. Và khi mình vẽ mình sẽ cộng cử động thêm ha. Bạn cộng thêm 1 đến 2 xăng. Và mình sẽ giảm cái phần bên trong sườn tay này lên 1 cm. Bạn chừa cái lai tay ha. Rồi. Đây là 1/10 vùng ngực cộng 3 ha. Để mình được cái đường hạ này. Còn cái đường xéo này là vòng nách trước cộng vòng nách sau chia đôi trừ 1. Và bạn sẽ giảm cái phần nách trước cho mình ha. Khi mà mình đặt hai cái tay áo lên á, xong rồi á, bạn nhập hai tay đối xứng lại, bắt đầu mình sẽ giảm ha. Đó. Giảm 0,5 xăng của nách trước. Rồi đây là cái công thức áo cơ bản của mình. Bạn có thể chụp hình lại cái màn hình ha. Rồi ha, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ thêm cái phần áo mà có bên sườn ha. Thì đây là từ cái công thức áo có bên dọc rồi thì mình sẽ tính cái áo có bên sườn. Thì đây cái đường mình có cái đường hạ ngực rồi ha.
Thì từ ngay cái đường hạ ngực này bạn kéo thẳng qua bên đây cho mình. Thì mình sẽ hạ ngực xuống. Rồi từ cái ngang cái đường ngang ngực này ha, bạn xuống cho mình là 3 xăng. Để mình vẽ cái bên sườn. Thì từ cái đỉnh ngực này nè, bạn nói đi. Nó đường giữa ha. Cách đỉnh ngực này là 2 xăng. Rồi khoảng cách bên này là 3 xăng ha. Thì khi mà mình vẽ cái bên sườn như vậy thì khi mình may cái bên vào thì thân áo nó sẽ bị rút. Do đó mình sẽ lên trên cái phần nách áo này là 1 xăng. Và xuống dưới cái phần lai này là 2 xăng. Đó. Khi mình bóp cái bên này lên thì trên đây nó giật trở lên đây, đây giật xuống đây là sẽ là vừa ha. Rồi cái phần bên á thì bạn sẽ đo lại cho mình. Đo lại cho mình cho nó bằng ha. Để mình chỉnh cái bên này lại. Đó. Từ đây qua đây 2 xăng. Cách cái đỉnh ngực 2 xăng. Đó, rồi như vậy là mình đã chia sẻ xong của cái phần video này. Thì những cái loại cái quần khác giống như là quần ống đứng, ống suông thì mình sẽ làm những cái video khác ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau ha.